Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video hàng đầu về các cái sản phẩm để độ chế xe 3 bánh, 4 bánh, xe 2 bánh, xe sử dụng điện hoặc là xăng. Trong một cái video trước thì mình có giới thiệu về một cái bánh đặc dành cho các loại cầu có 5 ốc. Còn video hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn 4 cái mẫu bánh đặc dành cho cái cầu 4 ốc. Đây, cái cầu 4 ốc các bạn có thể nhìn thấy phía bên phải màn hình. Đây là cái cầu 4 ốc. 4 ốc này có tim ốc cách nhau là 7 cm và đường chéo là 10 cm. 4 loại bánh này đều có chung một kích thước ốc là chéo 10 và vuông 7. Lỗ tim ở giữa là 63 mm. Đấy nhá, các bạn mua bánh hay là có thông số gì thì các bạn phải lưu ý để tránh cái trường hợp mà mua về lắp không được. Đấy, bốn cái loại này đều có lỗ tim ở giữa là 63. Lỗ ốc cạnh nhau như thế này là 7 và đo chéo là 10. Đặc biệt đối với hai cái loại bánh màu vàng và màu đỏ này thì có thể sử dụng cho các cái loại tambua có đường kính má phanh là 160. Còn đối với hai cái loại bánh vành đen này thì nó nhỏ hơn, cho nên chỉ sử dụng được đối với những cái dòng cầu có cái má phanh 130 thì mới nhét vừa được trong cái lòng vành này. Đấy, để các bạn mua hàng thì lưu ý. Cái mẫu bánh nhỏ đầu tiên là cái mẫu bánh này. Đây, cái bánh này thì có đường kính là 25 cm, chiều cao thân lốp, chiều rộng của lốp là 10 cm. Đấy, và tiếp theo đến là cái bánh vành màu đen này. Bánh này có đường kính là 30 cm và chiều dày của cái bánh này là 9 cm. Cái bánh màu vàng này cũng thế, có đường kính là 30 cm, chiều dày của cái lốp là 7,5 cm. Tiếp theo nữa đến đây là cái bánh 400-8. Cái bánh này là đường kính nó là 40 cm và chiều dày của nó là 10 cm. Thì trong những cái loại bánh này thì bánh đặc chủng và nó là hàng dày. Trong bốn cái loại bánh này thì cái bánh hai cái bánh có vành màu đen này là những cái dòng bánh chịu tải rất là lớn, có thể chở lên đến hơn 2 tấn được. Trên đấy là những cái mẫu bánh đặc mà bên phụ tùng xe điện, mô tô điện đang có sẵn. Ngoài cái mẫu bánh đặc ra thì nó còn có những cái bánh hơi mình sẽ giới thiệu ở trong cái video phần 2. Các bạn nếu thấy kênh mình hay thì hãy ấn nút like, share và đăng ký kênh. Nhớ là ấn thêm cái biểu tượng hình quả chuông. Thì khi có video mới thì sẽ thông báo đến ngay cho người nhận, người xem. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.